giữa ta và Phật cách xa nhau 25 thế kỷ. Xa lắm rồi mà cứ ngỡ mới hôm qua, vẫn muốn thiết tha nhìn thấy sắc áo vàng, mong được chiếu sáng sắc từ quang rực rỡ. Ngỡ thế mà xa lại quá nên gần, vì sau lưng vẫn có người xa ta hơn vạn dặm. Gọi ai luân lạc hồi quy mai nhà, như biển rộng trời cao vút cao. Rồi u minh lấp che tâm hồn, con ngỡ mới hôm qua Đức Thế Tôn còn hiện bài sinh tương. Áo vàng tung bay vàng rộng đôi tay, ban lời pháp nhủ cho chúng con tu theo đạo lý chân mong. Con mãi bây giờ mới gặp được Thế Tôn, qua muôn màn nghe hổ thẹn lòng con, chìm đắm mãi trong màu đen u tối. Ngỡ hạnh phúc mà dương là hạnh phúc trên đời, chừng tin mong rồi còn bao nhiêu hơi thở. Sạch bụi trần giảng khuở, tìm lại mái nhà như đứa con lưu lạc ngày thơ. Ở chân trời phía đông gian biển xanh sóng dồ, con đến với ngài qua đạo lý Việt Nam. Tôn trọng tứ ân trên dưới vẹn toàn, hai nẻo đạo đời mà như một sắc son. Trời Thế Tôn từ bi xua quang tan hờn, tấu thành khúc nhạc tiếng đờn nghĩa nhân.
Phật giáo Việt Nam đã hòa đồng cùng dân tộc chung một dòng sông. Trải bao vinh nhục thăng trầm cùng chia, như xương với thịt không thể đoạn lìa. Mấy ngàn năm sách sử nguyên màu, con lớn lên được tự hào là dân Việt, và trở nên người Phật tử thuần lương. Con đến với giáo pháp Như Lai do tự tâm lành định hướng, không một quy quyền nào trói buộc hay thế lực mà vương quyền rủ mê. Phật giáo dẫn hiền lương rực rỡ con đường. Thế Tôn dạy con tội lỗi không phải dứt nhớ, mà tắm rửa nước trần tan biến. Dù nước sông Hằng hay giọt sương thanh thiền, rửa sao sạch vết chạm bám chặt nơi tâm. Chỉ có sám hối để ngăn con về sau, thề chẳng tái phạm mới mong dứt nghiệp. Ngài không dùng thần thông hay phép lạ, hoặc vỗ ngực xưng mình là bá chủ vạn thiên. Phật chỉ nhận mình là người anh cả đầu tiên, truyền trao giáo pháp cho đàn em hậu tiên. Những điều đó đến bây giờ con mới hiểu, như kẻ đói cơm nay ngồi cạnh kho vàng. Quỳ dưới chân Ngài con không cầu phép lạ, ban bổ ân thừa để sung sướng tâm thân. Chỉ cầu giải thoát rèn tâm tinh tấn, đạo Phật chỉ dành cho trí tuệ hiếu nhân.